Rồi, nhìn rồi, nhìn rồi. Lớn rồi. Wow, bự. Đó, trời. Ui, con này. Con này một tí. Cái thầy kia chỉ mà mãi thấy cái đầu chẳng hạn. Em qua sông, mới vừa đi qua sông rồi, bây giờ là đi kiếm chỗ nhấp vài con cá lóc về nướng chui nhậu. Có cầu đây, chạy qua cầu, cầu này kêu bằng cầu gì, cầu Dầm Chư phải không? Cầu sắt Dầm Chư á. Nhìn cái mương rau đắng thấy ham không? Ở ngoài này ao nước rồi gì thấy đã lắm nè, nước trong luôn, nhấp cá lóc là hết sảy. Đó, bạn mình xách cần ra đó, nhấp cá lóc thời cổ đại nha. Đây có bông súng Đà Lạt nữa nè. Đây từ đây ra ngoài tới ngoài kia luôn, xa lắm. Cái đường này cá nhấp hết trơn luôn, hình như là phát hiện bầy lòng gồng rồi kìa. Đó, nó ụt nhoi hết trơn luôn rồi đó. Bầy này nhỏ quá. Rồi anh ấy không hài lòng cái bầy này, thấy bầy này chắc cá nhỏ không hài lòng, vô trong cái hầm kia kiếm bầy khác. Rồi đang truy lùng bầy lòng gồng, kiếm coi có bầy nào không hay là ổ trứng không. Ôi, ở đây có con bầy đẹp lắm nè. Bầy này là hết thảy luôn rồi, lên ơi. Bự lắm. Đó. Chạy đi lấy câu rồi. Ông bạn mình thấy bầy lòng gồng quá mê, chạy nhanh ra chỗ cái cần câu hồi nãy bỏ ngoài kia. Bây giờ công an sẽ ngồi đây canh chừng, không cho nó biến mất, để biết nó đang đi di chuyển đâu tới đâu nhé. Sắp có một màn câu diễn ra cho cả nhà xem cách câu cá lóc độc lạ, kiểu thời cổ đại năm 1000 hồi đó. Ở vòng vòng khu này thoáng mát, thấy cảnh quan đẹp lắm cả nhà ơi. Anh ấy đang lăn xăng bên kia kìa. Đây là cách nhấp bầy lòng gồng bằng cách là lấy con vịt buộc nó vào rồi để chọc giận con cá. Ở bên dưới là có một cái lưỡi câu và một con ốc, mồi con ốc để cho con cá nó hăng lên là nó núp là dính lưỡi câu. Cá lóc nó đang dắt bầy con nó ra ngoài xa xa một chút rồi đó. Xíu nữa là nó sẽ nóng lên và nó sẽ táp cục mồi nhé. Đó, nó táp ngay cái bụp rồi đó. Nghĩa là con cá nó quạo lên và nó táp, thì bắt đầu mình thả cái cục mồi ốc xuống và có cái lưỡi thì nó sẽ táp ngay trong cái lưỡi nha, sẽ dính nha. Đó, nó táp rồi, dính rồi. Cá bự nha, sảy rồi. Con cá rất bự luôn cả nhà ơi. Wow. Nó táp một cái đùng lú cái đầu con cá lên chà bá, con này ít nhất cũng 2kg rồi nha, bự lắm á. Chỉnh lại. Bây giờ thông số tiếp tục. Nó táp một cái nó xảy gì chứ nó không có sợ đâu nha. Bắt đầu nó chuẩn bị nó lên nó táp tiếp á. Một lần là sẽ có lần thứ hai.
ê mỏ một chút xíu thôi, nhưng mà nó không có sợ đâu. Một khi nó cắn rồi là chút nữa nó sẽ cắn nữa. Con cá này nó hung dữ lắm. Nó hơi nhát một chút xíu vậy nè. Ở đây cũng hơi ồn á. Không có dám quay cái máy đi chỗ khác, sợ bỏ lỡ khi mà nó táp. Thấy cái cảnh mà nó táp rất là hay luôn á. Nếu mà mình quay cái máy đi chỗ khác, chuyển cảnh cái mà nó táp cái là rất là tiếc luôn. À, bắt đầu chuẩn bị táp nè. Nhìn cái cảnh này là có cảm giác chuẩn bị táp rồi đó. Anh nhấp, anh sợ là con cá nó táp trúng con vịt cho nên là anh đang nương nương phía trên. Hồi nãy nó táp dính không biết làm sao mà nó tuột ra hay thiệt nha. Con cá cái đầu chà bá ha. Theo dõi tiếp nha, theo dõi trước sau gì con cá này nó cũng sẽ táp dính câu, dính lưỡi á. Nó đang ăn rồi, để cho nó ăn đi. Nãy chắc bị sức mép rồi. Nó có quặn lên chưa? Trời, dính rồi, dính rồi, trời, dính rồi, dính rồi. Lớn rồi, wow, bự lắm, bự lắm, bự lắm. Wow. Wow. Đó, trời ơi. Ui, con này 1kg, không tới 2kg. Vậy mà nãy thấy cái đầu chà bá. Nãy 2kg 7 bự lắm. Con 2kg 7 bự gặp đôi này. Này, 3kg rồi. Wow. Rồi, đem cá bỏ vô thùng. Một cú giật cá rất là tuyệt vời, một con cá rất là to. Đó, cái bầy cá còn rất là gom luôn, có lẽ là còn một con nữa. À, cá lóc này có đặc tính là khi mà mình câu hai con cá lóc, cá ba mẹ của cái bầy đó, thì nó sẽ không còn con cá để giữ nữa, thì cái con mấy con cá lóc khác mà trong hồ á, thì nó quay thì nó sẽ giữ cái bầy đó, coi như là nó bảo vệ cái nòi giống, để cái di truyền của nó, đặc tính của nó là vậy đó. Mà thường thường nghe nói là con cá đực á, nó mới hay quay lại nó giữ. Còn mấy con cá cái thì nó không có vào giữ đâu. Ờ, cũng có thể. Sau khi bắt được một con của bầy lòng rồng vừa rồi thì bây giờ anh em đã tìm thấy một bầy lòng rồng khác. Và bây giờ sẽ nhấp tiếp. Mình đi ra phía sau, mình gặp phía sau có hai bầy lòng rồng khác nữa. Thì mình dính một con rồi, mình chừa lại một con, mình để cho nó giữ bầy. À, bây giờ mình bỏ con cái vô đây, đổ nước vô mình rộng nha. Cá bự thì. Rồi bây giờ đi ra ngoài kia. Ra ngoài kia nhấp hai cái bầy kia. Ôi, cảnh này mà anh chim cá cảnh gặp xuống đây là mê liền luôn. Nhấp quăng thoải mái luôn mà cá lóc bự bự không. Hơi bự. Bài này cũng khá khá, nhấp thử chắc cũng được á. Chơi luôn. Bài này bự khó khó dính lắm mà biết đâu hên xui. Bài này bự khó khó dính lắm mà biết đâu hên xui.
quá khó ăn lắm. À, kiếm gì vậy? Chỗ này mày đặt cái lợp lên, nước nó đi lên, cá nó đi ngược lên. Cá lóc nãy nó đi ngược lên, nó tưởng nó... Đó, nãy nó chạy như bay ở trên, trên bông súng bơ. Nó không đi nước mà, đi ngược nước. Nãy giờ gặp 4 bầy tổng cộng ở ngoài này, nhưng mà con nào con nấy bự, không là cá lồng gồng bự. Nó muốn tản bầy. Lúa ở đây chín hết rồi cả nha. Cũng sắp sửa gặt rồi. Mới móc máy vô nó lùa. Rồi bắt đầu tới cái vụ mà dí cá bắt chuột gì tùm lum hết. Chống. Đó thấy ở đây thêm bầy nữa nè. Mà nó bự cỡ bầy bên kia mới vừa nhấp á. Không có gì nó nấp ở trên cá nó nằm tốt tốt cho nó. Giọng. Nhấp luôn hả? Kiếm mai. Nó giữ con này. Cỡ này nó hết thèm giữ nó đi lông nhông. Kệ thử. Con nó giữ cỡ lớn. À. Thường thường cá nhỏ, mấy con cá lóc nhỏ nó giữ con lâu. Quận quận. Đang quận ha. Quận bên kia hả? Nó mới quận ở ngoài bên kia á. Cá lóc cha hay cá lóc mẹ gì đó. Quận hù thôi. Đó đó mới ụp cái bụp bên đó đó. Đó. Bụp bên kia đó. Rồi bỏ đi. Chịu không nổi với nó đâu. Đi kiếm bầy khác. Tìm hết thấy bầy nào nữa rồi cả nhà, bây giờ đi vô đi về. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video, ủng hộ kênh của Cần Thường Chiến và Ngô Công Hân.